Luyện tập cường độ cao ngắt quãng, SIIT, là một trong những xu hướng thể dục hàng đầu, được nhiều người lựa chọn. Vì nó giúp bạn cải thiện mức độ thể chất, và đốt cháy lượng calo tương đối, trong một khoảng thời gian khá ngắn. Hiện nay, nhiều người đang muốn giảm cân, hoặc duy trì vóc dáng, thường áp dụng tập SIIT mỗi ngày. Cụ thể ảnh hưởng của việc này như thế nào, xem hết video này bạn sẽ biết nhé. Việc đầu tiên là phải xác định, vì sao bạn lại muốn tập SIIT mỗi ngày. Chắc không phải vì bạn yêu thích SIIT đâu, mà tại vì có một chuyên gia fitness nào đó, nói với bạn rằng, việc tập SIIT mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm mỡ siêu tốc. Chưa nói đến việc này có tốt hay không, thì sau đây là những ảnh hưởng, của việc tập SIIT mỗi ngày, có thể mang lại cho bạn. 1. Trái tim của bạn. Về bản chất, SIIT là một bài tập tim mạch cường độ cao, vì vậy, nó làm tăng nhịp tim và nhu cầu oxy trong máu, một cách tự nhiên. Dĩ nhiên, khi tập luyện ở cường độ vừa phải, thì nó rất tốt cho trái tim của bạn. Tuy nhiên, khi bạn tập luyện SIIT quá dài, hay tất cả mọi ngày trong tuần, thì câu chuyện có thể khác. Bạn có thể gặp phải các dấu hiệu, cho thấy mình đang cố gắng quá sức trong khi tập SIIT, bao gồm khó thở, đau ngực, và choáng váng. Và chắc chắn, những việc này chẳng tốt đẹp gì cho trái tim của bạn. 2. Cơ bắp của bạn. Trong quá trình tập SIIT, cơ thể bạn sẽ kích hoạt nhiều các sợi cơ co giật nhanh, fast twitch, là nhóm cơ loại 2. Các sợi cơ co giật nhanh, được sử dụng trong các bài tập ngắn, giúp tạo ra sức mạnh nhanh chóng. Nhưng chúng cũng nhanh mỏi hơn, và cần thời gian phục hồi nhiều hơn. Mặc dù nền tảng của SIIT là tim mạch, nhưng việc tác động vào các sợi cơ co giật nhanh cũng khuyến khích sự phát triển và sức mạnh của cơ bắp. Đối với một số người, tập SIIT 3 đến 5 lần một tuần là bình thường. Nhưng nhìn chung, hầu hết mọi người chỉ nên tập SIIT 2 đến 3 lần một tuần, được xem là an toàn. 3. Cơ thể không phục hồi kịp. Sau khi tập luyện cường độ cao, cơ thể bạn cần bổ sung oxy để trở lại trạng thái trao đổi chất bình thường. Và trong quá trình này, nó đốt cháy nhiều calo hơn, sau khi quá trình tập luyện của bạn kết thúc. Tuy nhiên, bạn nên tránh tập SIIT mỗi ngày, để tránh tập luyện quá sức và gây chấn thương. Chưa kể bạn kết hợp SIIT, với các bài tập chính, trong mọi ngày trong tuần, thì cơ thể càng đuối. Việc tập thể dục cường độ cao quá nhiều, hoặc bất kỳ hình thức tập thể dục nào, quá thường xuyên, mà không có thời gian phục hồi thích hợp, cũng có thể dẫn đến các vấn đề trao đổi chất, bao gồm hội chứng tập luyện quá sức, và sự tích tụ axit lactic. Theo nhà vật lý trị liệu, John Gallucci, J.A., phục hồi là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một chế độ luyện tập thành công, nhưng vì một số lý do, nó thường bị bỏ qua. Đặc biệt là sau khi tập luyện cường độ cao hoặc kéo dài, cơ thể bạn cần thời gian để sửa chữa các mô đã bị hỏng. 4. Gây yếu khả năng miễn dịch. Tập thể dục có thể giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn, nhưng tập quá nhiều, đặc biệt là SIIT mỗi ngày, có thể phản tác dụng. Theo một nghiên cứu, tháng 5 năm 2017, trong Journal of Applied Physiology, tập thể dục cường độ cao mà không phục hồi thích hợp, có thể gây giảm miễn dịch tổng thể của bạn, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng hơn. 5. Gân và khớp của bạn. Nhìn vào SIIT bạn sẽ thấy, nó thường có các chuyển động plyometric, do đó, có thể gây thêm áp lực lên các khớp của bạn. Khác với cơ bắp, thì hệ gân khớp của bạn cần nhiều thời gian hơn, để trở nên dẻo dai hay khỏe hơn. Do đó, việc tập SIIT mỗi ngày dễ khiến thể chất của bạn bị yếu. Do nó không phục hồi kịp, lúc này dễ xảy ra chấn thương hơn. Tóm lại, tập SIIT mang lại rất nhiều lợi ích và ưu điểm, nhưng nó không phải là một bài tập hàng ngày. Hãy kiên trì tập SIIT 2 hoặc 3 lần một tuần, và dành những ngày khác để tập luyện sức mạnh, hoặc tập luyện các bài phục hồi và giãn cơ. Việc bổ sung đa dạng các loại bài tập vào thói quen tập luyện của mình, sẽ giúp bạn duy trì động lực. Ok, mong rằng bạn đã có thêm được các thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau, nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé.